Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, bây giờ đường đua số 6 đang chuẩn bị cho tay đua tiếp theo rồi. Thật sự tiến trình mà họ chuẩn bị cho chiều hôm nay là vô cùng chuyên nghiệp. Khi mà tay đua trước vừa xong, tay đua kia đã tới. Và bây giờ chúng ta có thể thấy đây là một chiếc xe mang màu vàng nâu à? Hay là chắc chắn là có màu sáng rồi, nhưng mà sợ là bùn đã bắn lên. Không biết là số bao nhiêu. Vâng, họ đã xuất phát rồi. Hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa nhìn được số của chiếc xe này. Nhưng chiếc xe đang xuất phát. Và giống vừa với check thời gian. Nhưng tôi đã không hiểu lý do tại sao trọng tài Bùi Hữu Việt lại cho xe tạm dừng, chưa thi đấu. Có thể là do thiếu các thiết bị đem lại an toàn cho vận động viên khi thi đấu ở đường thi này. Khi mà sáng nay anh Việt có qua đây và chia sẻ và cùng với anh Thắng và Dũng, thì anh Việt có nói là năm nay là một trong những năm mà diễn ra một cách chuyên nghiệp nhất, và tất cả toàn bộ đội ngũ để ngày hôm nay là họ đã phải chuẩn bị và meeting, đồng thời là tranh luận tất cả những quy trình làm sao cho văn minh và lịch sự nhất từ 2 tháng trước rồi. Và đội ngũ tổ chức năm nay là vô cùng chuyên nghiệp và luôn luôn theo một luật làm sao để cho thí sinh thấy được sự công bằng và an toàn khi hoàn thành đường đua. Vâng, cái mới của năm 2024 và năm 2023 thì là cái đội ngũ trọng tài luôn luôn được tập huấn ít nhất là 2 ngày về toàn bộ các cái quy chế đường thi, luật. Và điều đặc biệt là nhiệm vụ của họ ở đường thi nào, họ phải làm việc gì, họ cũng sẽ có những nhóm để tập huấn riêng. Đấy là cái mà ban tổ chức chuẩn bị rất kỹ để cho một mùa giải là thành công và mọi người đều đem lại những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc bên nhau khi tham gia một cái mùa giải đầy cam go như VOC PoI Cup 2024. Hoàn toàn đồng ý với anh Thắng. Thưa quý vị, khi mà hôm qua Dũng về nhà và Dũng có thể xem để lấy tư liệu cho ngày hôm nay để có thể ngồi cạnh anh Thắng làm sao cho hai anh em kết hợp được tốt nhất, thì Dũng có thể thấy là chưa có bất kỳ một thông tin nào mà có thể gọi là tiêu cực cả. Tất cả đều bảo là giải năm nay có thể từ chính vận động viên họ bị lật xe hoàn toàn. Anh Nhân Điên hôm qua bị nhật xe rất là sớm. Nhưng anh bảo tôi đến đây là tôi cảm thấy là năm nay rất là vui, rất là văn minh, và tôi thực sự là rất là hạnh phúc khi mà được có mặt là một phần của trong hành trình này. Vâng, đa số quý vị khán giả và vận động viên đến với mùa giải của VC đều là cống hiến. Họ cống hiến hết mình, họ cháy hết mình trong cái chảo lửa này. Và sau đó họ trưởng thành từng ngày, từng giờ. Khi trở về cuộc sống đời thường, họ hạnh phúc và họ có được những kỷ niệm đầy dấu yêu trong mùa giải VC 2024. Hoàn toàn đồng ý với anh Thắng. Anh Thắng ơi, ở đây có những người là hôm nay là người ta là chiến binh ở trên đường đua, nhưng mai có khi họ lại là một nhân viên văn phòng bình thường rồi. Họ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này. Và đây sẽ là một trong những cái khu vực mà để họ sạc pin cho cái hành trình cuộc đời của mình. Và bây giờ chúng tôi đang có thể thấy đó là thật sự là hơi đáng tiếc khi mà bọn tôi chưa nhìn thấy số xe để có thể biết được là hai anh vận động viên này là ai. Rồi chúng tôi đang nhìn thấy ở đằng sau áo là 40. Lúc này đây thì cả Giống và Trá đều xuống xe để đưa cáp mềm về vị trí neo tời của ban tổ chức để được nhanh hơn và thuận lợi hơn. Sự di chuyển rất là khó khăn khi mà phải băng qua những vật cản ở đường thi này. Chúng có thể thấy được sự cố gắng và sự nhanh nhẹn của họ khi mà 9 thùng dầu PVOI cấp khá là cao, thậm chí là cao gần bằng vận động viên của chúng ta, nhưng mà anh ấy vẫn vượt qua một cách rất là nhẹ nhàng và nhanh chóng. Đây là toàn thể đường đua số 6, thưa quý vị. Trước mặt quý vị là đường đua số 6. Chúng ta có thể thấy đấy là đường đua này rất là bụi và nắng, thậm chí là chướng ngại vật không hề dễ dàng. Tôi và anh Thắng ở đây chỉ mong là được nhìn thấy số áo hoặc là số xe để có thể biết được là anh ý vận động viên này là ai.
Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị các bạn có thể thấy là ở bên là các xe ô tô là ngày càng nhiều. Người xem ở đây là họ đã nghỉ trưa xong và bây giờ họ trở lại với cả đường đua này để cổ vũ cho người đồng nghiệp của họ, những người mà đại diện cho giấc mơ của họ, đại diện cho vùng đất của họ, họ đều đang có mặt ở đây. Vâng, và đã có những bước đi đầu tiên rồi. Tôi đã bắt đầu nhìn thấy xe 408 ạ. Xe này là xe 408 phê phượt Armada Extreme Platinum. Đoàn Kiều Dũng và Vũ Ngọc Ánh Dương. Vũ Ngọc Ánh Dương là anh Dương đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, 408 phê phượt Armada Extreme Platinum. Nếu như là chả là anh Vũ Ngọc Ánh Dương thì có lẽ tôi đã phát hiện ra về anh Vũ Ngọc Ánh Dương là đội trưởng của đội phản ứng nhanh của PVC. Tuy nhiên thì trong cái danh sách tôi nhận được thì lại là anh Ngô Văn Tuấn. Chắc là xin anh Dũng ít phút để tôi nhìn lại chã của giải đấu này. Phê phượt Armada Extreme chính là một vận động viên ở trong PVC. Và cái Armada này là một cái hạng thụt mà tôi đã chia sẻ với anh Dũng là do anh Kiên làm tổng đốc cùng với anh Nam Vũ Đô Vĩ Sơn. Thì anh Kiên này là cũng kinh doanh một loại thụt là thụt Armada. Anh đeo cổ đây, đeo vào cổ. Armada là tên loại thụt của anh ý và anh ý đã đến đây đặt luôn tên đó cho chiếc xe của mình. Vâng, nhưng mà anh Kiên thì anh lại không thi đấu cùng với cả đội này. Vâng. Mà anh Kiên thi đấu cùng anh Thành Hoàng. À vâng. Anh Thành Hoàng là anh Phiêu Diêu. Đúng rồi. Đoàn Kiều Dũng. Anh Đoàn Kiều Dũng là đang, chúng ta có thể thấy ở trên mình là 408 là anh Đoàn Kiều Dũng. Vậy thì chắc chắn lái xe là anh Ngô Văn Tuấn rồi. Trên xe là Ngô Văn Tuấn. Vậy thì chúng ta có thể biết được là giống là Đoàn Kiều Dũng và chã là anh Ngô Văn Tuấn. Vâng, theo tôi nhìn thì đây không phải là Nguyễn Ngọc Ánh Dương như là danh sách mà Hoàng Thủy đưa lại. Đây là Ngô Văn Tuấn. Bởi vì anh Dương anh ấy rất trẻ, anh ấy cao to hơn vận động viên Ngô Văn Tuấn. Và tôi là người trong OVC, cho nên là tôi rất biết về anh ấy. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, mọi người đã được nhìn thấy tổng quan của đường đua số 6. Ở trên đường đua số 6 này là có rất nhiều lều trại và vô cùng nhiều xe ở hai bên đang nhìn vào đường đua này. Tại sao lại đông người như thế? Tại vì đây là hạng chuyên nghiệp, thưa quý vị. Và tại hạng chuyên nghiệp này thì những thử thách khó nhất nó đang nằm ở đây. Có thể những đường đua khác chỉ cần tốc độ, chỉ cần một chút sự khéo léo, nhưng tại đường đua số 6 dành cho hạng chuyên nghiệp này, nhà vô địch cần phải có đảm bảo tất cả các yếu tố về chuyên môn, kỹ thuật xe của họ và đặc biệt là sự chuẩn bị.